Mến chào tất cả quý bà con đã quay trở lại video tiếp theo Lời nói đầu tiên chúc tất cả quý bà con sức khỏe và bình an trong cuộc sống Hôm nay em quay trở lại cái vùng Bình Phước với cái vùng diện tích 250 hectare trồng sầu riêng Musikin à, Đây là cái vườn sầu riêng Musikin mà cây nó cũng được 3 năm đây review cho mọi người ai mà theo dõi kênh của em từ lâu vừa thì mọi người cũng biết rằng cái vườn này là trước đây là nó bị suy si rất là nhiều cũng như là bị lá bị bệnh bị rầy tấn công và lá bị nổ lá bị cháy lá rễ không phát triển cũng như rằng là tỉa cành tạo tán nó cũng không ok hết bây giờ tất cả quý vị anh chị các bạn có thể nhìn thấy lá nó đã phục hồi trở lại gần như 99% có một số khuyết điểm thì lá bị những cái con mà con rầy bọ cánh cứng nó cắn ha mọi người cũng có thể nhìn thấy tuy nhiên bây giờ chúng ta để nhìn thấy mà những cái lá mà bị bệnh đó, là hầu như bây giờ hoàn toàn đã không có nữa khi mà mình đã phục hồi lại cây rất là đẹp đây là một cái vườn mà thực sự của một khách hàng rất là lớn à, mình không tiện tiết tên à, nói tên nhưng mà nói ra thì à, quý bà con cũng hết phục đi nó gấp cục đá nha bà con Vâng, quay trở lại cái câu chuyện của chúng ta là sau một cái thời gian mà phục hồi cây sầu riêng Có nghĩa rằng là cây hầu này á, là trước nó bị bệnh, thì mình chữa bệnh nó Chữa bệnh xong rồi mình đi cái bộ phân phục hồi à, Phục hồi xong rồi, thì bây giờ chúng ta nhìn thấy này, kéo cười đọt cười lá phân Thì cái quy trình mà hồi xưa mình làm nó như thế này bà con Là cây nó bị lá, bị bệnh á Cũng như là rễ nó yếu á, là mình sẽ đi thuốc bệnh Đó là cái bộ mà bộ siêu áo giáp à, Với cái chai mà thần sấm diệt tuyến trung là mình phun và mình tưới ở dưới gốc hết toàn bộ và cỏ là cho cắt cỏ cũng chuối là trồng ở đây là mình cho chặt chuối hết xong cái giai đoạn mà mình trị bệnh mình trị bệnh cộng với lúc đó là mình phun rày luôn sâu rày luôn đuổi sâu đuổi rày luôn cái vườn này nó có một cái khuyết điểm là vẫn còn cỏ nhiều tại vì cái vùng ở trên này á nó thật với bà con á là sau một cái thời gian mà trồng như thế này thì công cán cũng khó khó tìm thế là làm cỏ nó cũng cũng không có được mà như ý sau cái thời gian mà chúng ta quay trở lại câu chuyện của chúng ta là sau cái thời gian mà mình trị bệnh mình trị bệnh xong rồi mình đi cái bộ phân siêu phục hồi thì trong đó có cái canh siêu phục hồi à, xong đó là cộng với thằng humus hoa kỳ và cộng với trico humus thì một can siêu phục hồi cộng với hai gói humus hoa kỳ hai gói trico humus là chúng ta tưới dưới gốc pha được hai lít nước ở trên thì chúng ta phun thằng vọt đọt sầu riêng à, chúng ta phun vọt đọt sầu riêng Từng sau rồi chúng ta phun thằng siêu áo giáp à, ở dưới góc thì chúng ta vẫn tưới cái bộ siêu phục hồi chúng ta tưới hai đến ba cử là nó phục hồi lại cái cây và bắt đầu chúng ta sẽ đi vào cái quy trình dưỡng để dưỡng như nó khác với thằng phục hồi nó chỉ khác cái can mà canh canh can siêu dưỡng cây thôi quay cho quý vị bà con coi lại chúng ta mượn tượng lại nguyên cái vườn hồi xưa ấy, là lá nó tơi tả ai đã theo dõi cái kênh của mình rồi bà con cũng biết lá tơi tả hôm nay là đi đến mùa mưa này nhưng mà con nha mùa mưa thì bà con cũng nhớ là chúng ta chú ý là chúng ta phải phun thuốc phòng ngừa bệnh siêu ấu giáp đó bà con và chúng ta cộng với thuốc rầy luôn nha à, chúng ta phun phòng ngừa bệnh phân thì chúng ta vẫn đi à, đi cái bộ mà siêu dưỡng cây bây giờ đến giai đoạn này là dưỡng cây rồi à, đây là vườn musa này này ở đây có cây vụ sữa hoàng kim trái cũng đang ra nè mọi người. Đó, trái biểu sự hoàng kim đang ra. Quay trở lại cái vấn đề chính của chúng ta cây vườn sầu riêng này. mua skin nha mọi người nha. À, hồi xưa là cái vườn này là cho một cái thời gian là dịch bệnh đó, dịch bệnh xong rồi là chủ vườn cũng không có, có có chăm sóc được, không có tiện chăm sóc, không có người thế là cây nó tàn tạ. Bây giờ mọi người có thể nhìn thấy này một cái màu xanh rất là tuyệt vời cái này là mình không có thể diễn tả được có thể là mình sẽ đưa cái dữ liệu cũ để cho mọi người xem cái vườn cái lúc mà nó cũ như thế nào còn bây giờ mọi người thấy lá nó bóng nó mượn hết nó ra cơ đọt hoặc nó ra cơ nào là nó mướt cơ đấy lá nó bóng nó dậy mọi người hãy nhìn thấy ừ. ở đây nó có một cái hạn chế nữa là chúng ta phải khắc phục Nên là những cái con mà con rầy con bò cánh cứng á con bự á nó vẫn còn tấn công nói gì nói với chúng ta không thể nào mà làm hết xảy được nhưng mà đến cái mức độ này là gần như em hài lòng chủ vườn cũng phải hài lòng thôi. Mọi người nên là hôm nay lên để review cho bà con quý bà con cô bác xem. Đây cũng là cây cũng nói này. bây giờ nó cũng bung tàn rất là giữ nào bà con, lá rất xanh rất gơi đọt rất là xanh luôn. Đó, ai mà đã từng theo dõi cái kênh của em thì mọi người sẽ từng nhìn thấy. Thì bây giờ cái nếu như lá của chúng ta nó bị bệnh, có nhiều quý quý bà con có nhiều anh em á ở trên mạng coi rồi cũng nói là ờ quảng cáo thuốc thuốc phân này nhưng mà thực tế có những video em nói á nó nói là em không đưa cái hoạt chất không đưa cái thuốc lên á thì bà con không có biết là sử dụng như thế nào rồi quản lý ra sao có nhiều khi bà con cái lá của mình mình bị bệnh á cái lá của mình bị bệnh xong rồi đó là cái cây của mình nó còi cọc cứ nghĩ rằng là cây nó thiếu phân xong rồi cứ đưa phân vào đưa phân vào là cuối cùng cây nó bị ngộ độc phân mà cây nó không có phát triển đó nên chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân như thế nào cây nó tại sao nó yếu và tại sao lá nó cười nó không có ra tại sao đọt nó không có ra, à, không có ra. À, chúng ta phải quan sát tổng thể để chúng ta mà biết được sửa lại cái cây của mình à, con nhìn thấy nè giờ không còn cái gì hoàn cải hết đây là một cái video mà thật sự em khoe cái thành tích à, mấy anh em kỹ thuật đã làm ở trên đây vườn này là em lên thường xuyên ở trên uh, uh, bù uh, bù đốp ngay chỗ dốc thông nhất ra mọi người người dốc thuốc nhất thật sự cái vườn này không phải không dễ vô đâu vườn này phải đứng kỹ thuật mới vô được cái vườn này nói chung là ở trong này nó có bảo vệ cũng khá là nghiêm ngặt với một diện tích là 250 trăm năm mọi người nhìn thấy vườn xanh ôm này để em quay toàn đúng cái camera cho mọi người coi này đó, mọi người nhìn thấy không một kết quả mà sau một cái thời gian em đã phục hồi cái vườn này cũng như là chữa bệnh nó xong rồi phục hồi nó lại và bây giờ chúng ta dưỡng nó Thì bây giờ lá cây sầu riêng mushikin nó đang phát triển ra từ tàn nó đều hết tán khá là ok còn những cái video trước á em cũng đã chia sẻ với mọi người về cái vấn đề tàn như thế nào tạo cành như thế nào tỉa cành đực cành cá ra sao thì mọi người có thể coi ở trên kênh thì hôm nay em cũng thể có thể làm lại một cái vài cái video cái tính chất của mua skin thì tàn nó là hay đi về cho nên bà con chúng ta nên cố gắng là tạo tàn sửa tàn từ nhỏ nha bà con nha không còn gì bằng cả hết đây là những cái kết quả mà chúng ta có thể mỹ mãn để chúng ta nhìn thấy sau một thời gian mà trước cái đây nó tàn tạ dữ lắm rồi bây giờ chúng ta xin đỡ nhìn thấy này cười đọt cười lá nè thấy mê không hai trăm năm hectare chứ không có không 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 ít đấy mọi người nhìn thấy này lá thôi ở đây còn có bọ cánh cứng nó dứt nha nhìn cái tầng cỏ là chúng ta cũng biết rồi đấy, mọi người nhìn thấy nè còn chuối là mình cho chặt hết bơ thậm chí cho chặt bơ luôn không có dễ gì mà thuyết phục được một cái chủ đầu tư mà họ nghe theo lời của mình ngoài ra thì ở đây ấy, là khi mà chủ vườn trồng ấy, thì cũng, chẳng hạn như trồng mấy ngàn cây thì cũng có những cây nó bị chết thì trồng thay dần thì cũng trồng trồng thay vài cây này đó ví dụ như cây 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 mấy cây nhỏ 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 kia cũng thay 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 đó bà con số lượng không có nhiều nên chúng ta nhìn cái vườn chúng ta là nhìn thấy nó không có điều Ờ, có cây lớn cây nhỏ tuy nhiên rằng là nếu như nhìn tổng quan một chút xíu để em đứng dưới đây em nhìn em quay tổng quan cho bà con nhìn thấy cái hàng này ha đây, quay ra ánh sáng cho nó tốt một chút à, bà con nhìn thấy này nhìn cái kết quả sau một cái thời gian từ cái lúc mà cây nó bị bệnh á đến cái thời điểm mà hôm nay cây nó được như vậy là khoảng 3 tháng đó bà con chúng ta mất một tháng gọi là dừa đó, chữa bệnh và vừa kéo cơ đọt vừa phục hồi lại cũng như là làm cơ giới với này chặt cây chặt đồ hết thì tiếp tục tới cái tháng tiếp theo là chúng ta phục hồi đó, chúng ta đi phục hồi ít nhất là chúng ta đi 2 đến 3 cử thì mỗi cử cách nhau là một tuần Với là chúng ta tứ dưới gốc cái bộ mà siêu phục hồi ở trên chúng ta kéo đọt cho nó cộng với sâu rầy luôn sâu rầy là cái điều đương nhiên là chúng ta phải đi thường xuyên rồi xong rồi cái tháng tiếp theo là em đi dưỡng thì cho dưỡng hết lại cây một cái thành quả mà sau một cái thời gian làm như vậy em cũng thấy vui thực sự rất là rất là vui đó bà con bà con cần thiết về tư vấn kỹ thuật bà con có thể gọi vào số điện thoại ở trên màn hình để các bạn chuyên viên tư vấn hỗ trợ tư vấn cho bà con cho bà con nhanh nhất trong cái trường hợp mà thí dụ như mình ghé được vườn của bà con á thì nó là thực tế còn ví dụ như mà chưa ghé được vườn sẽ ghé được sẽ ghé vườn của bà con nhưng mà chưa ghé được thì bà con có thể áp số điện thoại qua zalo hoặc là gọi điện thoại để mà các bạn bà con nhờ tư vấn chứ nhiều khi mà bà con không có hình dung được cái nhiều khi các bạn chuyên viên các bạn kỹ thuật á không có hình dung được cái 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 vườn của bà con như thế nào á thì cũng cũng đưa ra một cái ước lượng thôi có nghĩa là, là nắm bắt qua một cái cơ sở cái thông tin bà con đưa thôi còn tốt nhất là bà con có thể add cái số zalo bà con gửi những cái hình ảnh trong cái vườn của bà con cái lá ăn sao cây lá ăn sao cái cây như thế nào để các bạn mà có thể nắm bắt rõ và để trước khi mình tới tới vườn bà con thì mình cũng có được một cái cái tư liệu nào đó để mà nắm vững là bà con cần gì để mình có một cái sự chuẩn bị để thuyết trình cho bà con để nói chuyện cho bà con nó dễ để chúng ta không đi mông lung quá xa vời bà con nhìn thấy nè vườn sầu riêng hai trăm của một đại gia mà không tiện nói tên nhưng mà nói tên ra thì bà con ai cũng biết thôi bà con cứ đón đi rồi chúng ta sẽ từ từ à. chúng ta có thể quan sát thêm một lần nữa rồi à, mình đi cùng với bà con đi tham quan nha bà con nha đẹp đúng không bà con vườn, vườn bây giờ Bây giờ lên nhìn thấy mấy ghiền mấy mát mắt nha Vườn hồi xưa nhìn thấy nó nản sao mà nản kèo Còn bây giờ thì bà con thấy Rất là tuyệt vời Cái độ lá của nó nè Cái độ lá của nó nè Nó dài ra, nó bóng Và nó có cái độ dày Chúng ta cầm cái lá chúng ta nhìn thấy nó dày không nó bóng lá Nó nhìn nhìn nó rất là Phải nói rằng là mát mắt Mát cái con mắt của mình ở đây nó có một vài khuyết điểm thì vẫn rầy rầy là với lại bỏ cánh cứng là cái điều đương nhiên là chúng ta phải phải thường xuyên rồi những cái lá lủng 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 này đấy bà con còn cái lá này đây nó vẫn rầy chứ không phải là không có nhưng mà cái, cái tần suất nó rất là ít rầy thì thường thường bà con hỏi như thế nào thì mình hay đề xuất cho bà con các loại mà a rồi đó bà con sử dụng rất rầy còn cái dinh dưỡng đó, bà con đi đó, là đủ cái dinh dưỡng cái trong cái bộ phân mà siêu dưỡng cây ấy, nó đầy đủ hết tất cả mọi thứ rồi con không cần phải đi thêm cái phân bón gì hết nếu như mà con muốn cần đi thêm phân bón hóa học phân bón gì thì bà con có thể gọi vào cái số điện thoại để các bạn chuyên viên tư vấn nhưng đầu tiên thì các bạn phải đi bà con phải đi dinh dưỡng trong trong cây cho mình trong đất của mình thì trong cái bộ siêu dưỡng cây nó có, có amino acid trong cái bộ siêu phục hồi nó cũng có amino acid thì nó là cái nơi mà tổng hợp tất cả cái cái dinh dưỡng cho bà con rồi dinh dưỡng cho cây của chúng ta con nhìn thấy cây quá đẹp hồi xưa nó tàn lắm cái đó thì không không nói nói lại nó lịch sử nó cũng hơi buồn nhưng mà bây giờ đến đến thời điểm này là quá là vui rồi bây giờ là cứ con gà xì rượu thôi bà con bà con cần tư vấn kỹ thuật gì bà con cứ gọi vào số điện điện thoại trên màn hình để mà chúng ta có thể kết nối với nhau chúng ta giao lưu với nhau nếu mà em không học hỏi được cái gì của bà con á đó, đó, thì bà con cũng chúng ta cũng có được con gà xì rượu chúng ta chia sẻ nha bà con nha rồi bye bye bà con.